Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Raven đây. Ok, và clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm về một con hàng, đó là cây AK47 Isao Awakening các bạn nha. Ok, thì cây này thì các bạn có thể nâng lên từ cây level 1 với điều kiện các bạn phải có đủ 100 mảnh nâng nha. Thì cây này thì khi nâng lên thì nó sẽ thay đổi ngoại hình, tăng rất là nhiều chỉ số như các bạn, cộng với chức năng là tắt tiếng chân, GDC4 hoặc là các chế độ khác. Nhưng tại vì mình đấu đơn cho nên mình sẽ không bật được chức năng này. Khi được bật chức năng này thì các bạn sẽ được tắt tiếng chân, có nghĩa là các bạn đi nhanh trong 3 giây mà các bạn không cần phải nhấn nút đi chậm, bạn đi nhanh bình thường luôn. Chức năng của này có thể áp dụng cho cả đồng đội lẫn bạn, nếu đồng đội bạn đứng gần cái bên. Thì cái này thì khi nâng lên thì nó sẽ có kiểu mát khác đó bạn, nhìn rất là đẹp luôn. Cây này thì nó bắn cực kỳ ngon các bạn nha. Đấy, lại sợ các bạn thấy không? Đấy, thấy ngu người này. Đấy. Này, ngu người này. Ui, 3 kill này, 3 kill, 4 kill này, 4 kill luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ tranh thủ mình lấy top lên các bạn nha. Đấy, đây là gì đây, mình làm gì đây. Tất nhiên là đấy, các bạn thấy không? Thì cái này thì nó đục không được ngon các bạn. Tại vì dòng AK mà, nó không thể nào đục bằng M4 được các bạn ơi. Đấy, lại tiếp tục này, ăn mạng này. Ui, rồi này. Ui dồi ôi, sấy nè. Cây này sấy thì cũng không có êm bằng cây Akatram các bạn ơi. Nó cũng giật tí nhưng thế này gọi là rất là ngon rồi. Đây thanh niên này chạy này. Chạy làm sao được mà chạy hả? Đây thanh niên này làm gì đây? Cần đi chiến luôn này. Ui dồi ôi, combo lòi mọt. Ui dồi ôi, combo này. Ui dồi này. Thanh niên này. Ui 8 kill luôn các bạn. Đây ui dồi, nó móc mình các bạn ơi. Vậy đâu hết rồi? Chả thấy thằng nào nhỉ? Đây thanh niên này thì ứng bắn này. Ui trời ơi, bị nó móc rồi các bạn. Này. Bắn được chiến mà không bắn đi. Giết cho nhanh các bạn ơi. Đây. Ok, và clip mình sẽ để kết thúc tại đây. Các bạn xem clip đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho mình nha các bạn nha.